Thấp thoáng thì xa, dáng em lướt qua, bỗng khiến trái tim anh kêu lên pa ra pa pa. Phách tan hồn siêu, vẫn muốn đánh liều, muốn biết phải chăng đây là dịp gặp được tình yêu. Chẳng cần là tiên nữ, dáng lắm hay là hồn ma quỷ quái, chẳng cần phải suy khiến, anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần nghĩ như ý, anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì anh không phải là tông ngộ không, là số có 72 phép thần thông. Anh không muốn là tông ngộ không, nhưng anh muốn là người yêu em được không? Chẳng cần dòng gió mây, em ở đâu anh vẫn tìm thấy. Gọi là chạy đến ngay 30 giây. Chẳng cần dùng phép tiên, bởi vì anh biết cách tùy biến, làm lòng người đau điên chuyển biến. Chị dùng sự chân thật để làm quen. Nếu được ban phép gì thích nhất y, thì anh muốn xin phép được yêu em. Bao lần em biến anh thành trang ngô, chỉ vì nghe em say hello. Dù bức tường vào tim em kiên cố, anh vẫn sẽ đào đường đi vô. Anh không như lão chứ trong phim đầu anh thề, thành tâm nguyện ý sẽ không hơi tí đợi chia hành lý đâu bay bè. Nhưng thứ em thích có bao nhiêu lúc anh cũng sẽ giúp để đem về. Ốc quan tàu hoa không dùng nha, vẫn khiến em chìm đắm trong cơn mê. Chẳng hề là tiên nữ, dáng lắm hay là hồn ma quỷ quái, chẳng cần phải suy khiến, anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng mọi thứ thôi, việc của